Xin chào tất cả các bạn, lại là bạn Đăng Lâm trong mini game kiếm tiền không khó với một câu hỏi rất đơn giản như sau. Và bây giờ bố sẽ hỏi con một cái câu hỏi cực kỳ là đơn giản, được chưa? Con chỉ có một cơ hội để trả lời và thời gian suy nghĩ của con là trong một phút. Bố mẹ bạn Cường sinh được bốn người con trai, biết rằng mỗi một người con trai đều có một em gái. Hỏi nhà bạn Cường có bao nhiêu người? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Con có thể giải thích. Con chỉ có một cơ hội trả lời thôi. Đã hết thời gian rồi, con có thể giải thích cho bố là vì sao mà con chọn đáp án là 7 người. Tại vì mỗi người em trai đều có một em gái. Thế có nghĩa là có một em gái. Có mỗi một em gái này. Nghĩa là sao? Vậy nhà bạn Cường có bao nhiêu người? Có tổng 7 người. À, vì 7 người như vậy như thế nào mà con tính được là 7 người? Có một người em gái, 4 người em trai, 2 người hai ba mẹ. À, là 7 người rồi, con không bị nhầm lẫn. 5 người đúng không? Xem ra câu hỏi này rất là đơn giản với bạn Đắc Lập. Bạn trả lời là có 7 người. Phần thưởng của bạn, câu trả lời này là chính xác. Và phần thưởng của bạn là 5.000. Như vậy con có 2 câu trả lời đúng. Như vậy con có 10.000 rồi, được chưa? Rồi, rất là tốt. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong mini game tiếp theo.